Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do tác động của dịch COVID-19, nhưng phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh vẫn được triển khai tích cực. Nhiều địa phương đã đăng ký cùng nỗ lực để về đích năm 2021. Bên cạnh đó, thì phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cũng đang được tích cực đẩy mạnh tại các địa phương, nhất là việc thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn trong chuyên mục xây dựng nông thôn mới hôm nay. Quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau khi sắp nhập địa giới hành chính, tổng số xã trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện xây dựng nông thôn mới còn 184 xã. Đến nay đã có 127 xã đạt chuẩn, trong đó có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh giao trong năm 2021, số xã đạt chuẩn là 14 xã. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 17 xã và 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn. Đến nay, các hạng mục công trình mới đạt 50%. Một nguyên nhân chính là do dịch COVID-19 bùng phát kéo dài và phải giãn cách xã hội nên không thể triển khai được. Bên cạnh đó, các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đều là các địa phương không có điều kiện phát triển kinh tế xã hội thuận lợi. Khối lượng thực hiện nhiều hạng mục công trình đòi hỏi nguồn kinh phí lớn. Trong khi đó, chương trình xây dựng nông thôn mới của năm chưa được phê duyệt, cơ chế chính sách chưa được Trung ương ban hành nên nguồn vốn ngân sách chưa có. Đến thời điểm này thì mới có khoảng 50% số công trình dự kiến triển khai trong năm 2021 được khởi công. Thế và tiến độ để triển khai các công trình vẫn còn chậm. Thứ hai nữa thì cái nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho chương trình thì bây giờ cũng chưa được xác định rõ. Thế do vậy là các địa phương cũng đang có những vấn đề lúng túng nhất định trong cái việc xây dựng kế hoạch và cái cân đối nguồn vốn cho từng các hạng mục công trình. Vì vậy thì cái tiến độ thực hiện cơ bản năm nay là chậm hơn so với kế hoạch dự kiến. Xã Thành Lâm là một trong 14 xã của tỉnh đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Vốn là một xã miền núi, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hầu như không có nghề phụ, thu nhập bình quân đầu người thấp. Cơ sở tầng trường học, trạm y tế hầu hết đều được xây dựng đã lâu xuống cấp. Trong những năm qua, nhờ những nỗ lực cùng với cách làm phù hợp, đến nay Thanh Lâm đã đạt 17 trên 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành 2 tiêu chí còn lại. Đó là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 5 về trường học. Đây là 2 tiêu chí đòi hỏi nguồn kinh phí lớn khoảng 14,5 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày hôm nay thì cơ bản tiêu chí môi trường chúng tôi đã hoàn thiện, thì còn nợ 2 tiêu chí là cơ sở vật chất của trường học và cơ sở vật chất nhà văn hóa. Tuy nhiên năm nay do cái dịch Covid ngay từ đầu năm, bây giờ thời gian kéo dài song trùng với cái việc mà phòng chống dịch Covid thì liên quan chúng tôi là cái địa phương cũng không có nguồn thu. Thế nên hiện nay là để mà về đích nông thôn mới các cái tổng công trình với cái tổng giá trị khoảng 14,5 tỷ đồng. Thì đến nay mới được ngân sách huyện và ngân sách tỉnh cấp cho 5 tỷ đồng, còn lại 9,5 tỷ đồng nữa từ nay đến cuối năm thì bằng các cái nguồn, thứ nhất là đóng góp của nhân dân, hai nữa từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn cung cấp từ cái nguồn ngân sách trung ương. Thì đến nay nguồn ngân sách trung ương thì chúng tôi chưa có, cho nên là mọi cái khó khăn để thực hiện từ nay đến tháng 12 về đích nông thôn mới với đối với địa phương chúng tôi là khó khăn nhất là cái nguồn để thanh toán các công trình xây dựng cơ bản. Để tháo gỡ khó khăn về vốn, lại là địa phương phải giãn cách xã hội thời gian dài do dịch COVID-19. Ủy ban dân xã cũng đã có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mời các nhà thầu xây dựng họp bàn để thống nhất về nguồn vốn đầu tư, cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng sao cho kịp thời gian mà vẫn đảm bảo được chất lượng công trình. Thực tế, từ đầu năm 2021, Thành Lâm xác định trường mầm non chưa đạt chuẩn quốc gia. Trong tổng số 18 phòng học hiện có, số phòng đạt chuẩn mới có 8 phòng. Cần phải cải tạo 10 phòng và xây dựng mới 8 phòng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết để bổ sung thiếu phòng học trong năm 2020. Xác định được rõ như vậy, Ủy ban dân xã đã triển khai xây dựng thêm 8 phòng học trước cho trường mầm non ở khu Sơn Đình nhằm đảm bảo đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, xã cũng đã nâng cấp cải tạo 10 phòng học, hay như các công trình tường rào, nhà vệ sinh của các trường cũng đã được triển khai sửa chữa.
với cái khó khăn như thế nhưng mà chúng tôi là cũng vẫn phải quyết tâm, vì năm nay là cái nhiệm vụ phải về đích nông thôn mới, thì trước cái tình hình nó khó khăn về ngân sách thì chúng tôi cũng đã phải mời các cái nhà thầu xây dựng lên để xác định với nhau là cái nhiệm vụ về đích nông thôn mới là các ông phải hoàn thành cho chúng tôi về các cái công trình cơ sở vật chất, còn cái nợ về ngân sách về kinh phí thì chúng tôi cũng đã thương thảo với các cái nhà xây dựng để tạo mọi cái điều kiện các cái đơn vị xây dựng là phấn đấu để về hoàn thiện các công trình bàn giao. Chúng tôi còn cái nguồn chúng tôi sẽ xác định từ giờ đến sang năm 2022 sẽ phấn đấu từ các cái nguồn chuyển đổi mục đích sử dụng đất để có cái nguồn để trả các đơn vị nhà thầu xây dựng. Với những khó khăn như vậy nhưng đến nay Thanh Lâm vẫn đang đẩy mạnh triển khai các hạng mục của tiêu chí còn lại, như 8 phòng học của trường mầm non ở khu Sơn Đình đang được nhà thầu thi công khẩn trương để sớm hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Thực tế đây là khu đông dân cư nên hàng năm có trên 220 trẻ em học ở các độ tuổi, với 6 phòng học chủ yếu là nhà cấp 4. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng đáp ứng được mong mỏi nguyện vọng của thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh học sinh. Cái cơ sở vật chất ở cái khu này thì nói chuyện nói riêng và cả trường mầm non nói chung thì cũng đang rất là nó cũng chưa được khang trang, thì và nó so với các trường bạn ấy thì nó vẫn còn thiếu thốn rất là nhiều. Thế và cũng như là tất cả các bậc phụ huynh cũng như là chúng em là đang rất mong mỏi có một cái dự án năm nay xã cũng đang tiến hành xây dựng đấy, thì cũng rất là mong muốn là sang năm học mới này thì các cháu cũng sẽ được có trường lớp mới để chúng em đón học sinh vào đầu năm học mới ạ. Với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, sau khi được tỉnh, huyện lựa chọn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn cũng đã xác định nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới vào cuối năm. Hiện nay, hầu hết các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Nam Dương, nhiều tuyến đường được trồng cây bóng mát hai bên đường hoặc trồng hoa. Địa phương cũng đang xây dựng các điểm thu gom rác thải và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phân loại rác ngay tại gia đình. Cảnh quan thay đổi, người dân Nam Dương thêm yêu hơn mảnh đất mình đang sống. Đó là động lực để họ tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đặc biệt là tỷ lệ người dân trong xã tham gia làm các ngành nghề truyền thống khá lớn như sản xuất mì, trồng kén quả hay một số lao động đi làm công nhân ở các công ty khu công nghiệp. Do vậy, khi dịch Covid-19 bùng phát, mọi hoạt động đều bị đình trệ, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con. Trong khi đó, để về đích xây dựng nông thôn mới, dự toán kinh phí đầu tư cần khoảng 12 tỷ đồng. Để khắc phục, chính quyền xã chuyển hướng, hỗ trợ, hướng dẫn bà con tập trung vào phát triển sản xuất nghề mì truyền thống, thông qua các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động dịch vụ tương đối hiệu quả. Những ngày này về làng nghề Thủ Dương, xã Nam Dương như được phủ màu trắng của mì gạo, hệ thống giao thông nông thôn mới được trải bê tông sạch sẽ. Sở dĩ năm nay mì chú tăng sản lượng và giá bán là do người tiêu dùng mua tích trữ dùng dần nhằm hạn chế ra ngoài phòng tránh dịch Covid-19. Ngoài phục vụ thị trường trong nước, còn có các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường nước ngoài như Cộng hòa Séc, Đài Loan, thông qua một công ty thứ ba. Để khuyến khích các hộ tăng ca, nhưng cũng triệt để tuân thủ quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng mì tốt nhất đưa ra thị trường. Cái mục tiêu xây dựng về đích nông thôn mới của xã thì chúng tôi cũng tập trung. Nếu như trước đây thì đối với việc triển khai thực hiện kế hoạch, chúng tôi có thể là huy động 100% cái sự vào cuộc của hệ thống chính trị, thì hiện nay theo do cái ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh thì chúng tôi phải huy động lên đến 200%, tức là anh em cán bộ công chức cũng như là đối với các đơn vị nhà thầu thì phải tập trung về nhân lực cũng như là về cái thời gian để gấp rút hoàn thành cái việc xây dựng các cái tiêu chí để về đích đảm bảo theo cái kế hoạch. Bên cạnh những thuận lợi, xã Nam Dương cũng gặp phải khó khăn như các địa phương khác. Gần 3 tháng qua do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và phải thực hiện giãn cách xã hội nên các công trình xây dựng không thể triển khai được. Theo kế hoạch phê duyệt năm 2021, xã Nam Dương có 75 danh mục công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn xã mới hoàn thành 13 trên 75 công trình, còn lại mới bắt đầu khởi công trở lại. Nhiều công trình lớn như xây dựng trường học mất nhiều thời gian để hoàn thành hay nhà văn hóa.
một số công trình như xây tường bao ở khu trung tâm văn hóa, bãi rác thải tập trung. Đây đều là những công trình mà thời tiết thuận lợi mới có thể khởi công trở lại. Chính vì vậy cũng ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Về tiến độ thi công của các đơn vị thi công cũng như công việc của địa phương luôn luôn là phóng dịch. Đặc biệt là về cái nền kinh tế thì đến bây giờ chúng tôi cũng hết sức là cố gắng cùng với nhà nước để xây dựng cái nông thôn mới. Chứ còn năm nay dịch bệnh cũng ảnh hưởng rất nhiều. Nói chung là thứ nhất là về công việc, thời gian, thứ hai là về kinh tế. Nhưng mà nhân dân Nam Điện vẫn cố gắng để thực hiện nốt cái tiêu chí về đích nông thôn mới. Dự kiến là đến đầu và cuối hết 8 đầu tháng 9, tất cả các cái danh mục đăng ký với huyện mới trên là phải xong cái các tiêu chí. Nam Điện thì có 4 cái tiêu chí thôi. Tức là về sân nhà văn hóa, thì vành đai nghĩa địa mới bãi rác thải và các con đường ngõ ngách của các trong cái cụm xóm. Khó khăn của chúng tôi đó là theo cái tiến độ thì tháng 9 là chúng tôi sẽ phải hoàn thành các cái tiêu chí. Thế tuy nhiên thì hiện nay thì ngay sau dịch thì thời điểm hiện tại thì đối với các công trình xây dựng ở địa phương ấy thì do ảnh hưởng của thời tiết thì cũng có cái ảnh hưởng đến cái tiến độ. Thế và cái thứ hai nữa là về cái trong cái việc đảm bảo về cái thời gian ấy thì nó có khó khăn cho đơn vị. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động, bên cạnh đó là những diễn biến thất thường của thiên tai thời tiết rồi các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên đàn châu bò liên tiếp xảy ra trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng đến nay, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn đang được triển khai một cách bài bản. Từ đầu năm đến nay đã có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bình quân tiêu chí tăng 0,5 tiêu chí trên một xã, đạt 16,4 tiêu chí trên một xã. Với cái tình hình dịch bệnh và những cái khó khăn như vậy, thì từ nay đến cuối năm, trách nhiệm của văn phòng điều phối là chúng tôi sẽ một là tham mưu cho ban chỉ đạo và triển khai cái việc kiểm tra đôn đốc các địa phương trong cái việc hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu của năm 2021 và trực tiếp sẽ bố trí các cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ các cái địa phương trực tiếp đến các xã để cùng tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và cũng kịp thời đề xuất với ban chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh khi có cái sự hỗ trợ của ngân sách và cái cơ chế hỗ trợ của trung ương nhanh nhất có thể hỗ trợ trực tiếp đến các địa phương để các địa phương có cái định hướng triển khai đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021 vào tháng 11 năm 2021. Năm nay, Bắc Giang phấn đấu có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Yên Dũng đạt huyện nông thôn mới và thành phố Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để đạt được kết quả đó, các địa phương cần phải có các giải pháp linh hoạt trong thời điểm hiện nay. Nhất là tinh thần ra quân xây dựng nông thôn mới đồng bộ sẽ giúp cho các địa phương thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra, góp phần quan trọng ổn định kinh tế nông thôn nói riêng và nền kinh tế nói chung, tạo sự ổn định và phát triển chung của tỉnh nhà.